Hello, chào nhầm, xong mừng em đến với channel YouTube của Minh Hải nhá. Sau này mình sẽ tiếp tục sơ lại với Pipok tiếp anh em nhá. Soi với mức vốn hiện tại mình mang vào 600k anh em ạ. Và bây giờ nhá, mình sẽ quay lại với siêu xe tiếp cho anh em mà công thức 3 đến 4 cửa tiếp nhá. Đấy, xem hôm nay mình sẽ thành công được bao nhiêu trên mức vốn 600k. Đấy rồi anh em ạ, bây giờ mình sẽ tham khảo xem ai cửa đầu tiên sẽ về như thế nào đây. Rồi anh em ạ, như vậy đã về bể đúc rồi anh em này. Ai, quá rõ ràng rồi anh em nhá. Ok rồi anh em ạ. Như vậy đã bắt nhịp được từ cửa đầu tiên về bể đúc rồi. Thì bây giờ mình sẽ trở lại cho anh em với bốn cửa đầu tiên anh em này. Ai, vẫn là bốn cửa đổi anh em nhá. Ai, riêng X5 mình sẽ đổi với ba cửa dưới này. Đây, đấy rồi anh em ạ. Đã thành công về cho mình mặt đà rồi. Rất ok nhá. Đấy, đầu tiên đã về bến đúc anh em này. Đấy, bây giờ mình đã đổi lại với mặt đà và đã thành công rồi nhá. Và bây giờ anh em ạ, tiếp theo thì mình sẽ tham khảo anh em nhá. Đây, mình sẽ xem cửa này sẽ về như thế nào đây. Nếu như mà đúng cửa đổi anh em ạ, sẽ về lại cho mình quốc bon chen hoặc khai lát thôi. Rồi anh em ơi, như vậy là về cửa đôi rồi. Rất may mà nó cửa này mình chỉ tham khảo thôi anh em ạ. Đấy, mình đã không chắc chắn về cửa đôi cho nên là mình chỉ tham khảo thôi. Ok anh em này, sau khi mà đã về đôi ở Mazda rồi thì bây giờ mình sẽ đổi lại cho anh em mà quốc bon chen ca lát và bê đục tiếp nhá. Rồi xem cửa này có thành công về cho mình không đây. Ok anh em nhá. Với một cửa 150 anh em này, chắc chắn đã về bên đúc rồi anh em ạ. Quá hay chưa anh em, quá tuyệt vời chưa anh em. Rồi như vậy là sau 2 phút anh em ạ, mình đã kết hợp hai cửa thành công về cửa dưới nằm nhá. Đầu tiên là về mặt đà, sau đó là về bên đúc anh em ạ. Và tiếp tục anh em này thì mình sẽ quay lại với cửa đổi tiếp theo. Lần này mình sẽ không trở lại với bên đúc anh em nhá, vẫn trở lại với mặt đà này. Đấy rồi, đây rồi, đã về cuộc quần chèn rồi anh em ạ. Uy tín chưa anh em? Như vậy mới đẳng cấp anh em nhá. Rất ngon lành chưa? Sau khi mà mình đã kết hợp anh em ạ, với 4 cửa liên tục anh em nhá. Và hiện tại anh em ạ, mình đã thành công được trên mét 2 rồi. Ok chưa? Đây rồi anh em này, lần này mình sẽ kết hợp hai cửa đầu tiên cho anh em này. Chắc chắn về mặt đa không? Mắt đa rồi. Phải như vậy mới đẳng cấp anh em ạ. Rất may mắn anh em nhá. Đây, như vậy là về mắt đa thì bây giờ mình thành công lên được mét rưỡi rồi này. Ok, sau 3 phút anh em nhá. Tiếp tục trở lại thì mình sẽ vẫn về 4 cửa tiếp anh em này. Nhưng lần này mình sẽ lọt ở X20. Vừa rồi mình đang kết hợp với X20 và mắt đa và đã thành công rồi. Rồi, ok anh em ạ. Thành công tiếp cho mình về khả lạt rồi này. Rất ngon lành chưa? Trời ơi, mét 8 rồi anh em ạ. Đó, với 600k mà hiện tại mình đã thành công lên được 1 mét 8 là quá ok rồi. Nhưng mình không dừng lại đây anh em ạ. Tiếp tục mình sẽ vẫn trở lại với 4 cửa tiếp theo. Đó, lần này mình sẽ bỏ bê đúc anh em nhá. Rồi anh em này, rồi anh em này, rồi mắt đào rồi anh em ơi. Đấy, ngon lành chưa? Liên tục thành công cho mình 2m180k. Tiếp tục anh em nhá, mình sẽ không dừng lại đây. Mình xem kết hợp như thế nào cửa tiếp theo đây. Xem nào. Ok nhá, lần này mình sẽ đổi tiếp anh em ạ. Lần này mình mắt đào mình sẽ đổi sang B đúc này. Tham khảo nhẹ nhàng với 4 cửa nhá. Lần này mình sẽ lót X30 thôi. Rồi này anh em này, như vậy là thành công tiếp cho mình về quốc bon chen nha. Đó, ok chưa? Đấy, lên lại được 2m3 rồi. Thì anh em nên nhớ này, đấy, kết hợp mà ăn non thì một cửa mình chỉ đi vào 3-4 cửa mà ăn non về 2 đến 300k một cửa anh em nhá. Đấy, từ tương đối mình đặt như thế nào. Đấy, nếu như mà thành công được như vậy thì anh em sẽ chắc chắn là sẽ ngon lành chứ không bao giờ mà anh em có thể không thành công được nhá. Đó, thật sự luôn. Rồi anh em ạ, lần này đã về bê núp rồi. Không sao anh em nhá. Thì với một cửa không thành công thì bây giờ mình còn lại bao nhiêu đây? 1m8 đúng không ạ?
Đây, bây giờ mình sẽ kết hợp lại cho anh em với một cửa cuối cùng luôn là mình sẽ nghỉ này. Nói chung là cửa này về thành công nữa là ok anh em nhá. Đây, một cửa như vậy mình sẽ kết hợp với 600k X5 không anh em ạ. Đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi anh em ơi, đã về cuộc bon chen rồi anh em này. Đấy, ngon lành chưa? Rồi, 2m9 rồi. Ok anh em nhá, hôm nay xong vòng hơn 5 phút rồi. Đấy, 5 phút rưỡi anh em ạ. 600k mình đã kết hợp thành công lên được gần 3 mét nhá. Anh em thấy vậy là quá ok chưa? Đấy, thì mình vẫn với công thức cũ anh em nhá. Với phương pháp ăn non 3D4 cửa. Đó, mà mình đã thành công gần nhất những ngày đây. Thì anh em đã theo dõi mình cũng không lạ gì nữa đúng không ạ? Rồi thì bây giờ mình xin kết thúc video này anh em nhá.